chào các bạn đã đến với kênh Kỹ năng Tin học. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái phần mềm xử lý ảnh là làm sắc nét, loại bỏ nhiễu và tăng cái độ phân giải cho ảnh của các bạn bằng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo cực kỳ tiên tiến nhất hiện nay. Và cái phần mềm mà tôi muốn giới thiệu với các bạn nó có tên là phần mềm Topaz Photo AI, là tăng chất lượng hình ảnh bằng AI, là cái thuật toán AI. Và cái phần mềm đây nó là một phần mềm cực kỳ chuyên nghiệp, tự động điều chỉnh cho nhu cầu chất lượng ảnh của các bạn, và chỉ cần nhập hình ảnh vào cái phần mềm Topaz Photo AI thì là nó sẽ sử dụng các cái mô hình AI được đào tạo đặc biệt để trước tiên phát hiện các cái vấn đề duy nhất về độ chi tiết, độ sắc nét và độ phân giải trước khi áp dụng. Và nó xử lý điều chỉnh cách cực kỳ thông minh, và nó tối ưu hóa chất lượng hình ảnh của các bạn, nó tăng lên cực kỳ hiệu quả. Và những cái người dùng có kinh nghiệm sử dụng cái chất lượng hình ảnh Topaz LAC này, nó có cái chức năng là Denoise, Topaz Denoise AI, Sharpen AI và Gigapixel AI. Và một cái ứng dụng cài đặt tự động thông minh, nó có thể điều chỉnh các cái điểm mạnh, thế mạnh cho các hình ảnh của các bạn, có thể setup và đặt theo cái thẩm mỹ của mình, theo cái tư duy của mình. Và các cái tính năng chính của cái Topaz Photo AI là nó làm sắc nét, loại bỏ nhiễu và tăng độ phân giải cho ảnh của các bạn bằng công nghệ AI. Và tập trung sự sáng tạo của các bạn hơn là cái công cụ của bạn, và tăng chất lượng hình ảnh, làm cho hình ảnh của bạn ở cái mức rất sắc nét, không bị nhòe, và độ sắc nét nó vẫn giữ nguyên và chi tiết sắc nét rõ ràng, không có quầng sáng ở cạnh hoặc là các hiện vật khác. Và sau đây là cái cách sử dụng của cái phần mềm Topaz Photo AI. Thì đầu tiên thì các bạn vào cái Browse Image, và các bạn sẽ tìm cái bức ảnh để các bạn xử lý. Và đây là hai cái bức ảnh mà tôi chụp bằng điện thoại, và các bạn nhấp chuột vào. Và ở đây thì các bạn có thể thấy là bên trái là cái bức ảnh gốc, và bên phải là cái bức ảnh đã qua xử lý các cái công cụ. Và đầu tiên thì các bạn lưu ý ở đây thì cái mục Remove Denoise thì là bật là hiển thị ở đây lên Enable. Và quan trọng nhất là cái mục Sharpen, các bạn tích vào cái mục Sharpen thì nó sẽ tự động nó xử lý cái hình ảnh độ sắc nét và cái độ mịn cho cái bức ảnh. Và các bạn có thể thấy là cái bức ảnh bên phải đã được xử lý. Và các bạn có thể nhìn thấy ở cái bên trái ở đây là cái trước và sau, before after. Bên trái là cái bức ảnh gốc của cái bức ảnh này, và nó khá là nhiễu bởi vì chụp trong một cái điều kiện thiếu sáng. Và bên phải thì là nó đã qua cái xử lý của cái phần mềm Topaz Photo AI. Các bạn có thể thấy là cái bức ảnh này đã được xử lý cực kỳ sắc nét và mềm mại. Đó. Và tiếp theo thì các bạn vào cái mục ở đây, và các bạn sẽ mở cái mục Enhancer Resolution. Và ở đây thì tôi để cái chế độ mặc định là High Fidelity. Bật tất cả những các cái tính năng tốt nhất có thể thì là nó sẽ xử lý cho hình ảnh của các bạn theo thông số một cách mượt mà nhất. Ở đây thì tôi ở đây là cái ví dụ như là cái crop khung hình, các bạn có thể cái crop lại khung hình theo ý thích. Ví dụ như là 13:18 CP2 hay là 15:21. Có thể crop lại khung hình tùy chỉnh, hoặc là các bạn có thể như thế là lưu lại cái bức hình này vào một cái thư mục riêng. Các bạn có thể thấy là cái mục trước và sau của cái bức ảnh đã thể hiện xử lý rất là đẹp. Đó. Đây là một cái phần mềm cực kỳ sáng giá và nó rất là mạnh mẽ vào cho cái công cụ xử lý ảnh cực kỳ chuyên nghiệp, và nó được phát minh bởi một cái thuật toán AI của cái Topaz LAC. Và khi mà các bạn cảm thấy cái bức ảnh mà đã được xử lý hiệu ứng thật đẹp, và các bạn có thể lưu lại cái thư mục này vào một cái ổ khác, và các bạn có thể lưu vào cái Save Image ở đây. Ở đây có hai bức ảnh, ví dụ một cái bức ảnh đầu tiên đã xong rồi thì các bạn có thể, và ở đây có hai bức ảnh tiếp theo thì các bạn có thể thấy ở bên trái này. Và bên phải thì nó chuẩn bị nó chạy cái thuật toán, nó chạy AI thông minh, là nó đang chạy thì xử lý để thấy bật cái các tính năng quan trọng lên. Và đầu tiên ở đây là Sharpen. Đó, các bạn có thể thấy là cái xử lý nhiễu nó cực kỳ hoàn hảo. Và các bạn có thể thấy là cái góc trái bên dưới ở màn hình ở đây là các bạn có thể thấy là Preview Update, là tất cả các thông số ở đây nó đã được cập nhật, nó tinh chỉnh ở bên đây. À, hiện tại là cái Denoise đang chạy đang 7%, và cái Sharpen đang để ở cái chế độ Standard là 63%. Đây là Recover Face. Đấy, các bạn có thể thấy là nó sử dụng cái Recover Face, nó tinh chỉnh cái khuôn mặt nó rất là đẹp mắt.
và nó rất là sắc nét, nó khá là hoàn hảo bởi vì đây là một thuật toán sử dụng AI thông minh. Và các bạn có thể sử dụng các công cụ Enhancer Resolution và cái chế độ High Fidelity. Đó, các bạn có thấy là cái bức ảnh nó rất là sắc nét và cực kỳ hoàn hảo. Tôi hay dùng cái sử dụng cái này cho những cái công cụ, cho những cái dịch vụ khách hàng của tôi, ví dụ như là những cái tệp ảnh ngày xưa mà họ ấy ép plastic hay là họ muốn lưu lên mạng và họ muốn in phóng rửa thì sử dụng cái công cụ này để xử lý cho cái bức ảnh trở nên hoàn hảo hơn và sắc nét hơn, đẹp hơn, nó khá là ok. Và đây là các bạn đã có thể lưu lại hai cái bức hình này và các bạn lưu ở đây, save image là ở đây. Và đây là location, là cái mục origin folder và format ở đây. Các bạn định dạng ảnh xuất ra định dạng JPEG, và đây nó có hai tất cả định dạng PNG, TIFF, DNG, và các bạn xuất ra JPEG và các bạn ấn save. Location là cái đầu ra của cái bức ảnh mà các bạn browser, và các bạn để xuất ra cái mục ở đây. Và các bạn ấn vào cái mục new tạo được để một cái folder mới. Và các bạn ấn select location, và đây là cái đường xuất ra của cái bức ảnh đã được chỉnh sửa. Và các bạn có thể thấy là ở đây processing nó đang chạy để xuất ra cái bức ảnh ở đây. Và ở đây là cái độ phân giải của bức ảnh là 3264 và 2448, bức ảnh độ phân giải khá cao. Như vậy là nó đang xuất ra cái bức ảnh đã được xử lý và lên 2.7 m, và cái bức ảnh ở đây là lên 8.1 m, nó xử lý các cái hiệu ứng khá là chuyên sâu. Những cái phần mềm, những cái xử lý chuyên sâu thì cái bức ảnh dung lượng nó sẽ cao hơn. Và các bạn có thể ấn vào cái mục folder ở đây để tìm ra cái bức ảnh ở đây, và đây là cái đầu ra, đường xuất ra của bức ảnh. Và các bạn có thể thấy bức ảnh nó rất là đẹp, nó cực kỳ là ok, và các bạn có thể thấy nó cực kỳ sắc nét và loại bỏ nhũ hoàn toàn, và nó rất là tinh tế và khá là hoàn hảo cho phục vụ cho cái công việc xử lý hình ảnh của các bạn. Và sau cái video này thì các bạn nào muốn sử dụng cái phần mềm Topaz Photo AI này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi để tôi cài đặt và kích hoạt bản quyền cho phần mềm này cho các bạn. Và như vậy là cái video mà chia sẻ với các bạn hướng dẫn cách sử dụng là phần mềm Topaz Photo AI làm sắc nét và loại bỏ nhũ và tăng độ phân giải cho ảnh của các bạn bằng công nghệ AI. Thì cái video này đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.